Xin chào, chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với kênh EV Bất Động Sản. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2023. Hiện tại là MV đang có mặt tại giai đoạn 2 của dự án Akari City để tham dự cái buổi lễ cất nóc. Thì MV xin mời quý khách hàng cùng MV mình đi tham quan nha. Sau hơn 4 triệu giờ lao động an toàn, thì vào sáng ngày 21 tháng 11, 4 tòa tháp thuộc Akari City giai đoạn 2 đã chính thức cất nóc theo tiến độ cam kết. Akari City giai đoạn 2 sẽ bao gồm 4 tòa tháp là AK7, 8, 9 và AK Neo, cao 30 tầng với tổng số lượng sản phẩm là 1.690 căn hộ, đã được khởi công vào cuối tháng 6 năm 2022. Sau hơn 1 năm rưỡi thi công, thì toàn bộ 4 tòa tháp đã được cất nóc theo kế hoạch và hoàn tất phần xây thô, sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện bên trong căn hộ và tiện ích nội khu, dự kiến sẽ bàn giao là vào quý 4 năm 2024. Đây là dự án thứ 5 đánh dấu sự hợp tác giữa Nam Long và hai đối tác Nhật Bản hơn 100 năm kinh nghiệm là Hankyu Hanshin và Nissin Nippon. Việc Nam Long giữ đúng nhịp và thi công dự án không chỉ thể hiện qua năng lực của doanh nghiệp mà còn là tham chiếu quan trọng đối với khách hàng để khi mà đưa ra quyết định sở hữu sản phẩm. Bởi sau một giai đoạn thanh lọc vừa qua thì tiến độ dự án và uy tín của chủ đầu tư là những yếu tố mà khách hàng quan tâm hàng đầu trên thị trường hiện tại. Dù áp dụng các giải pháp thi công tiên tiến, công nghệ và vật tư thiết bị hiện đại, thì Akari City giai đoạn 2 vẫn có một mức giá vô cùng cạnh tranh, chỉ 45 triệu đồng trên 1 mét vuông, kết hợp với chính sách bán hàng toàn diện, đồng hành cùng với người mua nhà. Cụ thể là các khách hàng sở hữu căn hộ Akari City hiện chỉ cần vốn ban đầu tương đương 30% giá trị sản phẩm trong 1 năm đầu tiên, và ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 65%, ân hạn gốc lên đến 24 tháng. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 7% một năm trong 2 năm liên tục. Mức giá hợp lý kết hợp với chính sách bán hàng thiết thực giúp Akari City ghi nhận được tỷ lệ quan tâm và tiêu thụ ổn định trong thời gian vừa qua trên thị trường bất động sản.